Rồi, vậy thì giờ chúng ta bắt đầu ha. Đối với phần sinh lý về tủy gai thì mục tiêu học tập của mình, xin lỗi, mình sẽ nhắc lại về sơ lược cấu tạo của tủy gai nè. Cái thứ hai là các cái đường dẫn truyền qua tủy gai. Nội dung thứ ba là về nhắc lại phần của cung phản xạ tủy ha, và cái chức năng của phản xạ tủy gai cũng như là cái hiện tượng choáng tủy. Thì các vị lưu ý thì cái phần trọng tâm trong nội dung này thì mình cố gắng là mình nhớ về cái đường đi của các cái bó dẫn truyền kinh, các cái cung phản xạ của mình và một số các cái phản xạ thường gặp. Rồi. Thì tủy gai nằm trong ống sống ha, thì được bảo vệ bởi các cái xương sống của mình, thì sẽ gồm có 8 cái tủy cổ, 12 tủy ngực, rồi 5 tủy thắt lưng và rồi tủy cùng, tủy cột. Thì mình sẽ thấy cái phần cấu trúc của cái phần tủy gai của mình sẽ có phần chất xám ha, bao gồm có sừng trước là sừng vận động, sừng bên hay còn gọi là sừng trung gian thì nó chỉ hiện diện ở một số các cái đoạn tủy thôi. Thì đây sẽ tương ứng cái chỗ mà có các cái neuron của cái hệ thần kinh tự chủ của mình, và sừng sau là cái sừng cảm giác. Thì đây là một cái thiết đồ cắt ngang qua từng cái đoạn tủy gai. Thì mình sẽ thấy ở chỗ cái sừng trước, sừng đây còn là phần chất xám của tủy gai nè, hình như là cánh bướm, thì cái phần sừng trước đây có các cái tế bào neuron vận động. Cái sừng sau thì sẽ có đường của cái sợi trục thần kinh cảm giác vào. Cái phần chất trắng thì sẽ được chia ra thành các cái bó hay là các cái cột ha. Chất trắng thì ở đó sẽ có các cái sợi trục của các cái bó dẫn truyền thần kinh của mình, nó sẽ phân bố ha, có các cái bó dẫn truyền vận động, bó dẫn truyền cảm giác. Thì cái phần lớn các cái đoạn tủy của mình nó sẽ gồm có hai sừng, đó là sừng trước và là sừng vận động, và sừng sau là cái sừng cảm giác. Còn cái sừng bên nè, hay còn gọi là cái sừng trung gian nè, thì mình thấy ở đây ha, tương ứng với cái đoạn tủy trong cái hình sơ đồ này của mình là tương ứng với đoạn tủy gai ngực 5. Thì nó sẽ là cái có các cái tế bào của cái hệ thần kinh tự chủ của mình. Mà chút nữa trong cái phần sinh lý hệ thần kinh tự chủ thì mình sẽ nhắc lại cái vị trí, cái đường đi của các cái neuron trước hạch, neuron sau hạch của hệ thần kinh tự chủ. Vậy thì giờ các cái bó chất trắng thì mình cần nhớ gì ở đây? Mình sẽ nhớ vị trí đường của các cái bó dẫn truyền thần kinh và chức năng của các cái bó dẫn truyền thần kinh. Thì như vậy thì đây là phía trước hay phía sau ha, thì mình sẽ có đây là cái bó vỏ gai trước, cái phần màu xanh này, đây là cái bó vỏ gai bên. Thì đúng như cái tên gọi của nó thì mình sẽ thấy là bó vỏ gai thì nó sẽ đi từ vỏ não và đi đến tiếp hợp với lại các cái neuron ở sừng trước của tủy gai. Thì bó vỏ gai trước và bó vỏ gai bên là bó dẫn truyền vận động chủ ý. Mình có ở đây có các bó dẫn truyền cảm giác, ví dụ như là bó gai đồi thị, có nghĩa là đi từ tủy gai và sẽ tiếp hợp với cái neuron chặng cuối là ở đồi thị. Hay là bó gai tiểu não thì nó sẽ đi từ ôi các anh chị mình có thấy cái slide mà giải không anh chị ha? Anh chị đợi một xíu nha, để mình kiểm tra lại cái slide cái. Rồi. Thì mình tới cái phần bó dẫn truyền giờ hiện tại là đang chiếu tới các cái bó chất trắng của mình ha, để kiểm tra các anh chị có nhìn thấy được hết không. Thì mình có các cái bó dẫn truyền cảm giác, thì mình có bó gai đồi thị nè, bó gai tiểu não thì sẽ đi từ tủy gai đến tiểu não ha. Rồi ở cái phần cột sau nó sẽ gồm có bó thon và bó chêm, thì hai cái bó này là dẫn truyền cái cảm giác sâu của cơ thể. Rồi mình sẽ đi vào các cái chức năng của tủy gai. Thì chức năng của tủy gai nó sẽ gồm có chức năng dẫn truyền cảm giác, chức năng dẫn truyền vận động và chức năng phản xạ.
Giờ đối với chức năng dẫn truyền cảm giác thì mình sẽ nhìn thấy ở hình ảnh, thấy từ các cái cụ thể cảm giác ở ngoài ngoại vi ha. Nó sẽ dẫn truyền theo đường dây thần kinh cảm giác đi vào cái rễ sau của dây thần kinh đến vào sừng sau của cái neuron, của sừng sau của tủy gai ha. Tại đây thì nó có thể tiếp hợp với lại các cái neuron trung gian đi theo các cái bó dẫn truyền của mình để đi lên tận cùng ở các cái vùng vỏ não cảm giác. Thì đường dẫn truyền cảm giác thì mình sẽ có dẫn truyền cảm giác xúc giác. À, có nghĩa là các cái cảm giác sờ, à, mình có cảm giác đau, cảm giác nhiệt độ thì có gồm cảm giác nóng, cảm giác lạnh và các cái cảm giác sâu. Cảm giác sâu đây ví dụ như cảm giác vị thế của khớp hay vị trí của từng phần cơ thể của mình trong không gian. Đó là nhóm các cái đường dẫn truyền, à, các cái loại tín hiệu dẫn truyền cảm giác. Về dẫn truyền vận động thì mình sẽ có dẫn truyền vận động chủ ý, có nghĩa là mình có thể thay đổi thực hiện cái động tác đó theo cái ý muốn của mình. Và mình có nhóm dẫn truyền vận động không chủ ý, ví dụ như mình thấy là khi mà chúng ta đi ha, cái cử động của tay chân phối hợp với nhau, hay là khi mình lỡ mình vấp té cái thì mình thấy có cái chân trụ lại ha, giữ giữ thăng bằng của cơ thể, thì nó sẽ đi theo các cái bó dẫn truyền, đường dẫn truyền ngoại tháp, thì nó sẽ đảm bảo được những cái liên quan đến về tư thế, về chỉnh thế, là những cái vận động không chủ ý. Ha. Mình đi vào phần đầu tiên đó là về dẫn truyền các cái tín hiệu cảm giác. Thì dẫn truyền cảm giác nó sẽ đi theo cái con đường hướng tâm, nghĩa là từ các cái thụ thể cảm giác ở ngoài ngoại vi ha, tiếp nhận các tín hiệu đau, tín hiệu nóng, lạnh, sờ, chạm, vân ha, vị trí của các cái khớp, nó sẽ đi theo cái đường màu đỏ nè, mình sẽ thấy nè ha, đi dọc theo dây thần kinh cảm giác. Đây là có các cái neuron cảm giác của mình nằm ở các cái hạch rễ sau, rồi đi vào sừng sau của tủy gai. Đó. Thì đó là cái đường dẫn truyền cảm giác của mình. Thì cụ thể mình sẽ có cái đường, cái loại tín hiệu là cảm giác sâu có ý thức, như nó là giờ ví dụ như mình nhắm mắt lại ha, xong rồi khám thì có thể là gặp duỗi các cái ngón chân của mình ở phần xa thể, mình không cần nhìn nhưng mà mình cũng có thể biết là chân của mình nó đang ở trạng thái nào, thì đó gọi là cái nhóm cảm giác sâu có ý thức, thì sẽ đi theo cái đường dẫn truyền của bó thon và bó trên, nó nằm ở cột sau của phần chất trắng của tủy gai. Mình có cảm giác xúc giác, có nghĩa là mình sờ chạm, mình biết được cái vật đó là nó cứng hay mềm, chắc hay sao ha, thì nó sẽ đi theo đường dẫn truyền là bó gai đồ thị trước. Rồi. Đối với loại cảm giác về đau đớn nè, rồi về nhiệt độ nóng, nhiệt độ lạnh thì nó sẽ đi theo đường bó gai đồi thị bên. Và cái được dẫn truyền cảm giác thứ tư đó là cảm giác sâu không có ý thức, đó là đi theo cái bó dẫn truyền là bó gai tiểu não. Thì dựa trên cái tên gọi của các cái bó dẫn truyền thần kinh thì ở đây các anh chị cũng có thể hình dung được cái đường đi của nó như thế nào ha. Ví dụ như bó gai đồi thị có nghĩa là sẽ đi từ tủy gai và đi đến tận cùng tiếp hợp với neuron ở đồi thị, hay bó gai tiểu não thì sẽ đi từ tủy gai đến tiểu não. Thì mình nhớ cái tên này để mình cũng phần nào mình dễ nhớ được cái đường đi khi mô tả cái đường đi của các cái bó dẫn truyền. Và đây là cái hình cho mình thấy cái đường đi dẫn truyền cảm giác này là cảm giác xúc giác ha, đi theo bó gai đồi thị trước, và mình có cái dẫn truyền một cái ví dụ về cảm giác đau, cảm giác nhiệt độ thì đi theo cái bó gai đồi thị bên của mình. Đó. Thì ở đây mình sẽ thấy khi mà một cái tín hiệu kích thích vào các cái thụ thể cảm giác ở ngoài ngoại vi thì đây nó sẽ đi theo cái đường dẫn truyền thần kinh cảm giác ha. Cái chỗ mình thấy cái cục tròn tròn ở đây á, là mô tả cái thân của tế bào, còn cái đường này gọi là sợi trục của tế bào thần kinh cảm giác. Thì đối với neuron cảm giác, cái phần thân tế bào này nó nằm ở vị trí là cái hạch rễ sau hay thần kinh cảm giác. Thì trong cái đường đi này thì sẽ tương ứng với lại cái cảm giác này là cảm giác sâu ha, đi theo bó thon và bó trên. Đó. Thì mình sẽ thấy những cái tín hiệu cảm giác sâu có ý thức của mình ở phần thấp của cơ thể thì nó sẽ đi theo bó thon, còn bó trên thì cũng dẫn truyền cái cảm giác sâu có ý thức, nhưng mà nó sẽ tiếp nhận cái tín hiệu từ cái phần chi trên của mình và dẫn truyền về lên trên đồi, lên trên ở chỗ khu vực là vỏ não cảm giác thân thể. Giờ mình nhìn đầu tiên là cái đường đi của bó thon từ cái thụ thể cảm giác ở ngoài ngoại vi đi theo dây thần kinh cảm giác ha, rồi qua cái hạch rễ sau này, sau đó thì nó đi vào cái bó thon ở cột sau ha của
phần chất rắn của tủy gai, xong sau đó nó sẽ đi tiếp tục đi lên các cái tầng tủy ở phía bên trên ha, và sau đó thì nó sẽ tiếp hợp với lại cái thân tế bào neuron thứ hai ở nằm ở khu vực hành não, thì tại đây nó sẽ được kéo qua phía đối bên. À, kéo qua phía đối bên, sau đó thì cái neuron ở cái chỗ chặng hai này sẽ cho cái sợi trục tiếp tục đi lên ở khu vực đồi thị hợp với lại cái neuron thứ ba, để cuối cùng là đi đến ở cái phần vỏ não cảm giác thân thể. Tương tự đối với bó trên cũng vậy, bó trên thì nó đi từ các cái thụ thể cảm giác sâu ha, các cái thụ thể bản thể ở khớp nè, ở cơ của mình rồi, thì bó trên thì như thảo nói là nó sẽ dẫn truyền cái cảm giác ở cái phần chi trên của mình ha, ở phần cao của cơ thể sẽ đi theo đường của bó trên, và đường đi của nó thì cũng tương tự như đường đi của bó tháp, có nghĩa là nó đi vào trong tủy gai, đi lên thẳng lên trên cái khu vực ở hành não thì mới bắt chéo sang phía đối bên. Giờ đối với các cái bó gai đồi thị dẫn truyền cảm giác đau, cảm giác về nhiệt độ nóng lạnh, thì ở đây mình sẽ thấy nên ví dụ đây là một cái kích thích về nhiệt ha, nóng ha. À, thì nếu như đối với bó kho và bó trên thì nó sẽ kéo ở khu vực hành não, thì bó gai đồi thị này nó sẽ đi vào trong tủy gai của mình ở một đi lên thêm một hai khoang tủy phía bên trên, thì nó sẽ kéo sang phía đối diện. Đó, bó kéo sang phía đối diện này mình nhìn thấy cái hình ha, đây ta mô tả đi vào đây xong đi lên thêm một hai khoang tủy nó thì kéo sang phía đối bên, thì đây nó sẽ tạo thành cái bó. À, các cái sợi trục thần kinh thì nó sẽ hợp lại tạo thành các cái bó dẫn truyền thần kinh, và gọi là cái bó gai đồi thị. À, nằm phía bên thì gọi là bó gai đồi thị bên, à đi vào dọc đây tiếp hợp với lại cái neuron thứ hai ở đồi thị, rồi sau đó thì sẽ tiếp hợp thêm một cái neuron thân tế bào ba đây, neuron thứ hai ha, ở trong khu vực đồi thị, là sau đó thì đi lên cái vùng vỏ não cảm giác thân thể của mình, nhờ đó là chúng ta có thể biết được chính xác cái phần cơ thể nào bị đang bị tác động, bị kích thích. Thì đây là một cái giản đồ để mô tả lại cái đường đi của vùng của cái bó thon bó chêm dẫn truyền cảm giác sâu có ý thức, và cái đường đi của cái bó gai đồi thị. À, bó gai đồi thị thì bó gai đồi thị trước, bó gai đồi thị bên thì nó đều dẫn truyền gần như là nó cái đường đi của nó, rồi các cái neuron thì cái cũng gần tương tự như nhau, thì dẫn truyền cái nhóm cảm giác là cảm giác sờ đơn thuần nè, cảm giác đau, cảm giác nhiệt độ. Thì mình nhớ cái đặc điểm của bó thon và bó chêm là nó phải đi lên tên trên tận cái khu vực là ở hành não nha, tiếp hợp với lại cái neuron thứ hai ở khu vực hành não gọi là nhân thon hoặc là nhân trên, thì sau đó thì nó sẽ bắt kéo sang phía đối bên. Rồi trong khi đó thì bó gai đồi thị thì sao, mình sẽ thấy là nó đi vào tủy gai nhưng phải đi thêm một hai con tủy nữa, tuy là cái vị trí bắt kéo của nó rất là sớm ha, chứ không phải đi tốt lên trên khu vực ở hành não ở đây thì mới bắt kéo sang phía đối bên. Và dù là cái bó thon bó trên hay bó gai đồi thị thì cái vị trí kết thúc cuối cùng đều là đi lên cái vùng vỏ não cảm giác thân thể. Nào, thì đây thì có một cái đồ để mà phân biệt cho mình ha cái loại cảm giác. Bó thon bó trên thì người ta có thể hỏi mình là cái dẫn truyền cảm giác sâu có thể đi theo cái bó nào sau đây, có thể là cột sao cũng đúng, bó thon bó trên đúng ha. Thì cái khái niệm cảm giác sâu có nghĩa là cảm giác phân biệt được về áp lực nè, phân biệt được hai điểm mà không cần nhìn, hay cảm giác run vị thế của khớp ha. Thì cái thụ thể mà tiếp nhận cái tín hiệu cảm giác sâu có ý thức đây nó là các cái thụ thể cơ học, thụ thể ở gân cơ khớp. Còn bó gai đồi thị thì mình có các cái loại cảm giác ha. Cảm giác sờ thì đi theo bó gai đồi thị trước, còn cảm giác đau, cảm giác nhiệt độ thì đi theo bó gai đồi thị bên, và xuất phát là từ các cái thụ thể ở da bắt chéo là ở tủy gai, và lúc nào thì cũng tận cùng ở vùng vỏ não cảm giác thân thể. Rồi mình có thêm cái bó gai tiểu não thì nó sẽ dẫn truyền gọi là cảm giác sâu không ý thức. Vậy thì cùng một cái tín hiệu từ cái thụ thể căng ở cơ ở gân khớp của mình thì mình thấy hoặc nó đi theo bó thon bó chêm để đi lên cái vùng vỏ não cảm giác thân thể, thì chúng ta nhận diện ra được cái vị trí của cái phần cơ thể đó của mình bị tác động ra làm sao, có bị căng cơ quá mức hay không, nhưng đồng thời cái tín hiệu này mình cũng thấy nó được truyền lên trên tiểu não như cái đường đi này mình thấy mô tả là cái tín hiệu từ các cụ thể gân Golgi.
À, thủ thể gân cơ của mình ta gọi là cái gân thủ thể gân Golgi, nó sẽ đi theo đường thần kinh cảm giác và hạch rễ sau, rồi sau đó thì nó bắt kéo sang phía đối bên tạo thành cái sợi trục này nè, nó sẽ tạo thành cái bó gai tiểu não, thì mình thấy nó sẽ đi đến tiếp hợp với lại cái neuron ở tiểu não chứ không đi lên cái phần ở vùng vỏ não cảm giác thân thể. Giờ mình đến cái chức năng thứ hai của tủy gai, đó là chức năng dẫn truyền các cái tín hiệu vận động. Vậy thì nhận sau khi mình tiếp nhận, mình biết là cái phần cơ thể tay chân mình đang bị kích thích đau, kích thích nhiệt độ, đang có vật gì đụng vào đó rồi, vậy thì cái vỏ não của mình nó sẽ phân tích nó và sẽ ra cái quyết định là bây giờ bị đau quá thì phải rút tay ra khỏi vị trí đau nguy hiểm đó hoặc xử trí như thế nào ha. Thì đó là vai trò của cái đường dẫn truyền vận động của mình đi từ cái vùng vỏ não vận động. Thì trong cái đường dẫn truyền vận động của mình có cái đường dẫn truyền đi theo đường bó thấp, sẽ dẫn truyền cái vận động chủ ý, cũng như là mình chủ đích mình muốn thay đổi tùy theo ý muốn của mình, và các cái đường dẫn truyền vận động không chủ ý nó đi theo là đường ngoại thấp. Thì trong cái đường bó thấp này nó sẽ gồm có hai cái nhóm bó dẫn truyền thần kinh. Thứ nhất là bó vỏ gai, nó sẽ chi phối vận động của cái cơ ở chi của mình cơ phần thân thể nè, và mình có một cái bó dẫn truyền cũng chi phối vận động của các cái cơ vùng đầu mặt cổ của mình. Ví dụ như mình thấy là mình muốn há miệng hoặc là mình muốn nhăn trán, mình chau mày, vân vân, những cái biểu hiện cảm xúc ở trên khuôn mặt của mình thì nó sẽ được chi phối bởi bó gọi là bó vỏ hành, hay còn gọi là bó vỏ nhân. Thì bó vỏ gai tên của nó cho mình biết được là dù đi nó sẽ đi từ vỏ não và thận cùng đi đến tủy gai, còn bó vỏ hành hay gọi là bó vỏ nhân này nó sẽ đi từ vỏ não và đi đến các cái nhân vận động của các cái dây thần kinh sọ ở hành não. Nên mình thấy tại sao có tên gọi là vỏ hành đó, có nghĩa là đi từ vỏ não đến hành não, hay tên gọi khác là vỏ nhân, có nghĩa là đi từ vỏ não đến các cái nhân vận động của dây thần kinh sọ. Về đường ngoại thác thì đối với đường dẫn truyền ngoại thác, các cái tín hiệu vận động này nó sẽ không đi từ cái vùng vỏ não vận động của mình mà nó sẽ đi từ các cái cấu trúc dưới vỏ, ví dụ như là đi từ nhân đỏ ở phần trung não nè, đi xuống tủy gai, rồi bó lưới gai thì đi từ cái hệ lưới thân não đi xuống tủy gai, bó mái gai, trám gai, tiền đình gai, vân vân. Vậy thì dựa trên cái tên gọi các anh chị sẽ nhớ được cái nó bắt nguồn từ đâu và nó kết thúc ở tại đâu nào. Thì các anh chị vui lòng nhớ cái đường đi của cái bó vỏ gai ha, là một cái bó dẫn truyền, loại vận động là vận động chủ ý, là thay đổi theo cái ý muốn của mình nào. Thì trong cái đường dẫn truyền của bó vỏ gai, đối với đường dẫn truyền vận động thì mình sẽ thấy là các cái neuron, cái số lượng neuron tham gia vào nó sẽ ít hơn so với lại cái đường dẫn truyền cảm giác ha. Hồi nãy mình thấy cái đường dẫn truyền cảm giác là từ thụ thể cảm giác ngoài ngoại vi, nó sẽ đến cái chỗ cái hạch rễ sau, rồi cái neuron đó, cái sợi trục đó nó phải đi lên vài vài đoạn tủy, hay nó tiếp hợp với neuron thứ hai, hoặc nó tiếp hợp tiếp tới cái neuron ở khu vực đồi thị rồi lên tới phần vỏ não. Có nghĩa là cái chặng đi của cái đường dẫn truyền cảm giác của mình nó tới ba bốn neuron. Nhưng mà đối với cái dẫn truyền vận động của mình, đường đi của bó tháp thì mình sẽ thấy là nó chỉ bao gồm có hai neuron thôi. Giờ cái neuron đầu tiên mình thấy nó sẽ gồm có là gì? Nó sẽ phát từ cái vùng vỏ não vận động chính và vùng tiền vận động, cũng nằm trên cái vùng vỏ não vận động nhưng mà cụ thể hơn đó là vùng vận động chính và vùng tiền vận động, thân tế bào nằm đây ha, và nó sẽ cho cái sợi trục. Thì mình nhớ là một cái tế bào thần kinh của mình nó sẽ gồm có phần thân tế bào và phần sợi trục, thì thân tế bào sẽ nằm ở trên cái vùng vỏ não vận động chính, vùng tiền vận động, sợi trục thì nó sẽ đi xuống ha, các cái cấu trúc nè đi dọc dọc từ vỏ não và đi xuống tiếp hợp với cái neuron thứ hai ở tủy gai. Vậy thì từ cái neuron vận động này nó nằm vỏ não nên ta gọi là neuron vận động trên ha, hay tế bào vận động số 15F, nó cho sợi trục đi tiếp xuống ở các cái cấu trúc như ví dụ như bao trong, rồi ở chỗ khu vực cuốn não nè, rồi rồi đi xuống phần cầu não, hành não. Vậy thì nó sẽ đi tiếp tục từ trên vỏ não đi xuống qua tới cái phần hành não, thì đến cái phần thấp của hành não thì mình sẽ thấy cái bó, cái sợi trục thần kinh của mình nó sẽ chẻ ra làm đôi ha. Một số thì sẽ
chéo qua phía đối bên. À, vậy thì tại phần của hành não mình sẽ thấy cái các cái đường dẫn truyền, các cái bó sợi thần kinh này phần lớn ha, 85 đến 90% cái bó dẫn truyền từ bộ não đi xuống sẽ bắt chéo sang phía đối bên và nó sẽ tạo thành cái bó võng gai bên ở phía độ sừng ở cái phía bên phần chất trắng của vị gai, và còn khoảng 10 đến 15% các sợi còn lại á, nó không bắt chéo thì nó sẽ tiếp tục đi thẳng đi xuống dưới. Rồi vậy thì đi xuống dưới các cái tầng của tủy gai, ở dưới cái phần bắt chéo tháp này thì cái sợi trục của cái bó gai mình nó sẽ tiếp hợp với lại cái neuron vận động dưới ở sừng trước tủy gai, hay còn gọi là tế bào vận động ha. Số 2 là mã hôm nay nè, neuron vận động dưới ở sừng trước tủy gai. Và chính các cái neuron vận động sừng trước tủy gai này nó sẽ cho các cái sợi trục thần kinh đi ra theo đường các cái rễ thần kinh vận động nè, thành các cái đám rối thần kinh, các cái dây thần kinh trực tiếp chi phối cho các cái cơ. À, vậy thì mình nhớ ha, bó vỏ gai thì sẽ đi từ vỏ não đi xuống tủy gai. Nó có hai loại, đó là bó vỏ gai bên và bó vỏ gai trước. À, tùy theo cái vị trí mà khi nó đi xuống dưới cái phần chất trắng của tủy gai thì phần lớn các cái bó vỏ gai của mình nó sẽ bắt chéo sang phía đối bên, à, chiếm 85 đến 90%, và còn khoảng 10% còn lại thì nó không bắt chéo, nó tiếp tục đi thẳng xuống dưới. Nhưng mà thực tế ra các cái sợi đi thẳng này mình thấy cũng có một số ha, trong đây nó cũng sẽ vẫn ở ngay cái tầng tủy gai đó, nó cũng cho các cái sợi trục nó lại quẹo qua đây, à, chi phối tủy gai. Nên mình sẽ thấy đặc điểm đó là đối với tổn thương cái neuron vận động trên ha, hoặc là cái đường đi cái bó vỏ gai của mình thì tổn thương này nó sẽ là tổn thương đối bên, ví dụ như là bị chỗ nhồi máu phía bên vùng bán cầu não bên trái thì sẽ bị liệt, người bên phải nào. Thì hồi nãy mình có nói là các cái neuron vận động của mình đi từ xuất phát của cái bó vỏ gai của mình á, nó sẽ xuất phát từ cái vùng vỏ não vận động chính và vùng tiền vận động ha. Thì đặc điểm nó là mình sẽ thấy một cái bản đồ cơ thể ở trên cái vùng vỏ não vận động, thì cái phần nào của cơ thể ha chi phối vận động cơ thể mà nó chiếm diện càng lớn ở trên vỏ não thì cái cử động ở đó nó sẽ càng tinh vi, càng khéo léo. Nên mình thấy nè, cái phần diện chính chi phối của khu vực bàn tay, đặc biệt là cái ngón tay của mình á, chỉ một cái diện lớn ở trên vỏ não, cái cử động của tay nó sẽ tinh vi khéo léo hơn ở phần chân rất là nhiều, hay cử động của các cái cơ ở mặt cũng vậy, nó chiếm một cái diện tích lớn ở trên cái vùng vỏ não vận động. Thì đây là cái hình nó được nhắc lại ha, cái đường đi của bó vỏ gai. Mình có neuron vận động trên đi từ cái vùng vỏ não vận động chính và vùng tiền vận động đi xuống các cái tầng ở phía bên dưới của phần thân não của mình, tới phần thấp của hành não nó sẽ có một cái lúc là bắt chéo sang phía đối bên, gọi là bắt chéo tháp. Đó. Thì mình đã nói về cái đường dẫn truyền ha, thì trong cái đường dẫn truyền của bó tháp thì mình tập trung vào cái đường đi của cái bó vỏ gai, còn cái bó vỏ hành não ha, chi phối cái phần của cái cơ ở phần của mình á, thì sẽ không có nằm trong cái nội dung ôn tập cũng giống như đánh giá của mình ở đây. Về cái đường ngoại tháp thì đường ngoại tháp nó sẽ các cái tế bào của mình ha, các cái tín hiệu nó sẽ phát từ các cái cấu trúc ở dưới vỏ, không phải đi từ vỏ não vận động nữa như cái bó vỏ gai, mà nó sẽ đi từ nhân đỏ nè, hay là cái cấu trúc lưới nè, nhân tiền đình nè, nhân trán của mình ha, nó đi xuống dưới. Thì mình cũng thấy là nó cũng có, nó là nó cũng sẽ đi thẳng xuống dưới tủy gai ha, nó chi phối, nó tiếp hợp với lại cái neuron vận động ở sừng trước của tủy gai. Nào. Thì các cái đường dẫn truyền này được gọi là các cái đường dẫn truyền ngoại tháp, thì nó cũng chi phối vận động nhưng mà sẽ liên quan đến các cái phản xạ về thăng bằng, về tư thế, về chỉnh thế. Giờ mình đi đến tới cái phần thứ ba của tủy gai, đó là cái phần chức năng phản xạ. Thì nhớ khi nói đến cái chức năng tủy gai thì mình có chức năng dẫn truyền vận động, chức năng dẫn truyền cảm giác và chức năng phản xạ ha. Thì cái phản xạ tủy á, thì nó cũng sẽ tuân theo các cái quy luật chung của các cái loại phản xạ khác, nhưng mà nó có thêm những cái tính chất tùy theo cái cường độ kích thích ha,
tín hiệu kích thích đó mà nó có thể là gì, nó chỉ tác động ở tại chỗ thôi, ở tại cái nơi mà bị kích thích đó, người ta gọi là quy luật một bên, hoặc là cái cường độ kích thích nó mạnh hơn. Thì thí dụ như tay bên trái bị kích thích đi, đúng ra thì chỉ bị một bên tay trái có phản xạ thôi, này nó sẽ bên tay bên phải cũng sẽ bị cũng sẽ có cái phản xạ diễn ra, rồi có thể coi như là nó sẽ từ tay chuyển chân, hoặc là tất cả tay chân đều bị kích thích khi mà bị đau quá chẳng hạn. Thì thành phần của một cái cung phản xạ tủy ở đây thì mình sẽ thấy nó gồm có 5 cái thành phần ha. Thì đầu tiên mình sẽ có phần đầu tiên là kích thích lên trên các cái cụ thể cảm giác ở ngoại vi. Thì khi kích thích các cụ thể cảm giác ở ngoại vi này, nó sẽ đi theo các cái đường dẫn truyền cảm giác của mình ha. Mình thấy nè, theo cái đường đi của mình đi dọc theo đường dây thần kinh cảm giác đi vào hạch rễ sau. Đây là cái chỗ phình to này nên ta gọi là hạch rễ sau nè. Ở đó nó sẽ có thân của tế bào cảm giác của mình. Rồi sau đó thì nó tín hiệu sẽ tiếp tục đi theo vào cái rễ sau của tủy gai. Thì tại cái phần chất xám của tủy gai, cái neuron cảm giác này nó có thể tiếp hợp với lại cái neuron trung gian, hoặc là nó có thể tiếp hợp với lại trực tiếp luôn với cái neuron vận động mà không cần qua cái neuron trung gian này. Và sau khi được xử lý cái tín hiệu bởi cái phần tủy gai ha, thì mình sẽ thấy là nãy cái đường đi dẫn truyền cảm giác của mình, ví dụ như cảm giác sờ, cảm giác đau, cảm giác nhiệt độ, nó sẽ được truyền lên theo các cái bó gai đồi thị, bó gai tiểu não, hay là bó thon, bó chêm thì truyền lên vỏ não. Thì vỏ não định vị được vị trí tổn thương, rồi sẽ cho ra cái đáp ứng tùy theo cái tình huống cụ thể. Nhưng mà đối với phản xạ thì mình thấy ở đây nè, cái tín hiệu cũng là kích thích gây đau, nhưng mà nó sẽ được xử lý ngay luôn tại cái chỗ cái tủy gai của mình, chứ không cần thiết là phải đi lên tận lên trên vỏ não cảm giác thương thể để coi vỏ não sẽ phân tích xử lý tín hiệu ra làm sao nữa ha. Thì mình sẽ thấy sau đó cái tín hiệu ở chỗ tủy gai này nó sẽ ra cái tín hiệu vận động đi theo cái sừng trước ha, rồi đi theo dây thần kinh vận động đi đến chi phối của cơ. Và mình sẽ thấy là khi bị kích thích đau ở đây, thường là đối với kích thích đau thì nó có cái đáp ứng mạnh nhất ha, thì mình sẽ thấy là tức là tay mình rụt lại mà chưa cần phải phân tích là bị đau cụ thể là ở chỗ vị trí nào trên cơ thể của mình, hay là cái kích thích gây đau đó ra làm sao. Vâng, thì đối với cái đặc điểm của cái phản xạ, cái cung phản xạ tủy như thế này, thì mình sẽ thấy là cái đáp ứng đó, nó sẽ diễn ra rất là nhanh so với lại cái tín hiệu dẫn truyền lên trên vỏ não. Vậy thì một cái tín hiệu cảm giác đưa vào cơ thể của mình, nó sẽ vừa đi theo được các cái phản xạ xử lý ngay lập tức ha, và đồng thời cái tín hiệu đó nó cũng sẽ được truyền tiếp lên trên cái vỏ não cảm giác thân thể để phân tích sâu hơn. Vậy thì mình có thể nhìn thấy được là người ta có chia ra cái phản xạ, cái cung phản xạ của mình, có thể là cái cung phản xạ một synapse hay còn gọi là đơn synapse ha, hay là cung phản xạ đa synapse. Thì trong cái cung phản xạ một synapse thì mình sẽ thấy là cái tín hiệu cảm giác sẽ được truyền vào trong tủy gai, xong sau đó thì nó sẽ tiếp hợp với lại cái neuron vận động đùng để chi phối cho cái cơ quan đáp ứng. Xin lỗi các anh chị một tí xíu nha.
Dạ, xin lỗi các anh chị nha. Mình có cái phản xạ synapse thì mình thấy là bởi vì nó chỉ có tiếp hợp trực tiếp giữa neuron cảm giác xong đi đến cái neuron vận động ha, nên bởi vì chỉ có một cái synapse duy nhất thôi. Còn trong trường hợp của cái phản xạ đa synapse thì nó sẽ qua các cái neuron trung gian nữa. Đây mình thấy cái tín hiệu từ neuron cảm giác ha, nó phải đi đến gặp cái neuron trung gian thì sau đó thì mới tiếp hợp với lại một cái neuron vận động đi theo đường dây thần kinh vận động và gây nên cái đáp ứng của mình. Rồi xin lỗi các anh chị. Trong cái phản xạ đơn synapse này á, thì mình sẽ có cái phản xạ gọi là phản xạ căng cơ, thì nó thuộc về nhóm phản xạ một synapse. Còn các cái nhóm phản xạ còn lại, ví dụ như phản xạ gấp, phản xạ rút lui, phản xạ da, thì đó là phản xạ đa synapse. Rồi, thì một số các cái phản xạ liệt kê đây ha, thì mình sẽ tập trung vô chủ yếu là các cái phản vị trí của các cái phản xạ làm sao để mà có nó thuộc về nhóm phản xạ một synapse hay phản xạ đa synapse, và cái thứ hai nữa là cái vị trí của cái phần tủy chi phối. Giờ đối với phản xạ căng cơ thì phản xạ căng cơ nó được tạo ra khi mình gây căng cơ đột ngột, thì lúc này nó sẽ cái tín hiệu từ các cái thụ thể ở cơ đó là thoi cơ, nó sẽ truyền đi theo đường dây thần kinh cảm giác về phần tủy gai. Thì đối với phản xạ căng cơ thì nó được xếp vào nhóm phản xạ là một synapse. Còn cái phản xạ tương khi đây nè, thì nó sẽ do là khi mình kích thích vào các cái gân cơ của mình ha, ở đó nó có cái cấu trúc gọi là cái thụ thể gôn ghi gân. Nè, thì khi mình kích thích mình dùng búa gõ phản xạ ha, hoặc là khi mà có những cái tín hiệu bị căng cái phần gân này đột ngột thì các cái tín hiệu từ đây nó cũng sẽ truyền đi theo đường dây thần kinh cảm giác về tủy gai. Thì mình nhìn lại cái phản xạ kéo căng cơ đột ngột để mình hiểu về cái cơ chế ha. Bình thường cái bó cơ của mình nó sẽ được duy trì ở một cái trạng thái co nhất định ha, hoặc là giãn. Thì nếu như khi mình cố gắng mình nhấc nâng một cái vật nặng đi, cái căng cơ đột ngột đi, thì tín hiệu từ cái cấu trúc ở đây gọi là thoi cơ nó sẽ là một cái thụ thể cảm giác tiếp nhận cái tình trạng căng duỗi của cơ của mình, nó sẽ truyền đi theo đường dây thần kinh cảm giác về tủy gai. Nhìn cái đường màu xanh nó này nè, thì cái tín hiệu này trong cái cung phản xạ của mình nó sẽ tiếp hợp liền với lại cái neuron vận động và đến chi phối việc cho cái cơ. Đó là cái phản xạ một synapse ha, do kéo căng cơ. Còn cái phản xạ Golgi thì mình thấy là ngay tiếp xúc của cái phần gân á, gân cơ á, thì gõ vào cái gân cơ thì nó sẽ đi theo phản xạ đa synapse. Thì đối với phản xạ Golgi ha, tác động lên trên các cụ thể ở gân là nó nằm ở phần gân cơ, chứ nó nằm hỏng trên cái hỏng không có nằm trực tiếp ở trên cái bó cơ của mình. Thì khi kích thích vào các cái gân ha,
tín hiệu truyền vào đây thì nó thì sẽ neuron cảm giác tiếp hợp với neuron trung gian, thì ở đây mình sẽ có hai synapse nha, hai synapse ở đây nè, và nó đi theo đường gen thần kinh vận động alpha đến chi phối cho ơn cơ. Và trong tình huống này mình sẽ thấy đây là cái cơ tứ đầu đùi, nó sẽ gây to hay nhấc cái chân của mình ra khỏi cái vị trí bị kích thích, hoặc là làm giảm cái tình trạng bị căng cơ này. Vậy thì có tại cơ hay nó có thể có cái cụ thể ở phần bụng cơ là gọi tên là thoi cơ, thì đi theo cái phản xạ căng cơ. Còn đối với cái phần kích thích phần gân thì nó có cụ thể Golgi ở gân, thì đây là thuộc về nhóm phản xạ đa synapse. Thì một số cái phản xạ gân cơ, có nghĩa là mình kích thích bằng cách mình tác động trực tiếp lên trên các cái gân Golgi của các cái cơ cụ thể, thì các anh chị cố gắng mình nhớ ha, ví dụ như là kích thích vào gân cơ nhị đầu cánh tay thì mình sẽ gõ vào cái gân cơ nhị đầu cánh tay và nhìn cái phản ứng đáp ứng của cái tay là gặp cái cánh tay vào cái cánh tay, thì cái phản xạ gân cơ nhị đầu này nó sẽ do cái phần tuyến cổ rễ C5 C6 chi phối, và nếu như bị mất cái phản xạ gân cơ nhị đầu cánh tay này thì mình gợi ý là có ung thư liên quan đến cái rễ hoặc là cái phần tủy C5 C6. Còn phản xạ gân cơ tam đầu cánh tay như là mình sẽ kích thích bằng cách là mình gõ vào cái gân cơ tam đầu cánh tay, thì mình thấy đáp ứng của đây đây là nó sẽ duỗi ha, và phản xạ này sẽ do cái phần hoàn tủy C7 C8 chi phối. Mình có phản xạ lưng gối kích thích vào gân xương bánh kẹt thì nó sẽ do cái đoạn tủy là L3 L4 chi phối, và cái phản xạ gân gót kích thích vào gần đó này sẽ chi phối bởi cái đoạn tủy S1 S2. Thì đối với các cái phản xạ, bốn cái phản xạ này thì các anh chị nhớ là vị trí mình kích thích ở đâu, đây là ở gân cơ từng cái cơ cụ thể. Cái thứ hai nữa là cái đoạn tủy nào sẽ chi phối, vì dựa vào việc đánh giá này nó sẽ giúp cho mình biết là nếu như mất phản xạ thì có thể là có tổn thương ở các cái phần tủy này. Trong phần phản xạ thì mình có cái phản xạ gấp, phản xạ rút lui. Thì phản xạ gấp, phản xạ rút lui này sẽ thấy rõ nhất đối với những cái kích thích mà thường gây đau, kích thích có hại của cơ thể. Như giờ tay mình lỡ chạm vào một cái vật nóng này ha, tín hiệu cảm giác thì mình sẽ thấy có thể một phần đi theo cái đường bó vỏ bó gai đồi thị bên truyền về vùng vỏ não cảm giác thân thể. Nhưng mà trước khi mình suy nghĩ được cái tín hiệu lên vỏ não sẽ phân tích là chạm vô cái đó có không biết có bị phỏng nặng hay là giờ phải xử lý ra làm sao ha, thì mình sẽ thấy tín hiệu này nó được truyền vào trong tủy gai, nó sẽ được xử lý rất là nhanh, cách là gì sẽ rụt tay lại khỏi cái chỗ kích thích gây đau ha, thì nó gọi là cái phản xạ gấp. Phản xạ rút lui thì sao, thì cũng là cái kích thích đó mình thấy cái cơ của mình sẽ được gấp. Ví dụ trong trường hợp mình đạp cái viên đá đi, đạp chỗ đá nhọn đi ha, thì gân cơ tứ đầu đùi của mình nó sẽ co lại, nó kéo cái chân ra khỏi vị trí gây đau. Nhưng đồng thời mình thấy cái tín hiệu dẫn truyền cảm giác đau đường màu xanh này ha, đi vào tủy gai, phần sẽ quay ngược đây, ở cùng bên đó chi phối cho các cái cơ gấp, chi phối cho cơ gấp để làm sao kéo chân lên. Nhưng đồng thời nó cũng sẽ bắt chéo sang phía đối bên để chi phối cho cái phần cái chân còn lại để làm gì, để trụ ha. Vậy thì vai trò của cái phản xạ duỗi chéo và cái phản xạ gấp, phản xạ rút lui thì nhằm đảm bảo an toàn ha, tránh các cái kích thích có hại cho cơ thể của mình. Còn phản xạ duỗi chéo thì nó không phải đơn thuần ở cái bên bị kích thích nữa, mà nó sẽ truyền cái tín hiệu cùng một cái thông tin cảm giác ở một phần ở trên bên phải đi, nhưng mà nó sẽ được truyền qua ở chỗ cái sừng bên trái ha, để chi phối cho các cái cơ, đây là các cái cơ tứ đầu đùi ở phía bên trái để làm nhiệm vụ là trụ lại. Thì cái nhóm phản xạ gấp nè, phản xạ rút lui, phản xạ duỗi chéo thì nó sẽ được gọi xếp vào nhóm là phản xạ đa synapse. Nào, giờ mình đến cái phản xạ da, thì phản xạ da cũng thuộc về nhóm phản xạ đa synapse. Ví dụ như đây mình có phản xạ da lòng bàn chân ha, thì mình kích thích vào cái da bề ngoài
da bàn chân, phần bờ ngoài bằng cái cùn, thì mình sẽ nhìn quan sát cái đáp ứng của ngón chân. Thì ở đây mình nhớ ha, ví dụ như phản xạ Babinski này thì nó sẽ do thần kinh chi phối là L5 S1, phản xạ đùi điều ha liên quan đến L1 L2, phản xạ da bụng, phản xạ hậu môn. Thì dựa vào các cái việc mà mình khác phản xạ, ngay cả phản xạ gân cơ hay là các cái phản xạ ở da, thì giúp cho mình đánh giá được cái chi phối của từng cái đoạn tủy gai đó có bình thường hay không. Thì mình thấy là đối với các cái phản xạ nãy giờ mình đề cập thì liên quan đến phần lớn là về cái phản xạ về vận động ha, thì mình còn có những cái nhóm phản xạ nó liên quan đến hoạt động của hệ thần kinh tự chủ nữa. Thì đối với cái nhóm phản xạ liên quan đến cái phần trương lực hay là phản xạ liên quan đến hệ thần kinh tự chủ á, thì nó không có đơn thuần như mình thấy là chỉ có một neuron cảm giác truyền vào xong tiếp hợp với neuron trung gian rồi truyền cái tín hiệu mệnh lệnh vận động truyền ra, mà nó là sẽ sự phối hợp của nhiều nhóm cơ khác nhau. Và dựa trên cái phản xạ này, nó có những cái phản xạ mình sẽ xác định rõ ràng do cái đoạn tủy nào chi phối. Ví dụ như mình khám phản xạ gân cơ gì đầu cánh tay thì mình đánh giá được cái đoạn tủy hay là C5, C6, hay là phản xạ gân cơ tam đầu cánh tay đi là do cái đoạn tủy gai C7, C8 chi phối. Nhưng mà có những cái phản xạ tủy thì nó lại không có cái định khu rõ rệt. Ví dụ như phản xạ tiết mồ hôi hay phản xạ vận mạch, phản xạ là thấy gì đó cái sợ quá chẳng hạn, hay là nó tìm nổi da gà, thì nó không có cái định khu, hay là không có biết được cái đoạn tủy nào trực tiếp chi phối cái các từng loại cảm giác đó. Còn một số cái phản xạ tự chủ có định khu rõ rệt, ví dụ như phản xạ bàng quang nè, phản xạ sinh dục, phản xạ chết mắt, thì khi mà mình thấy là cái mất cái phản xạ đó thì cũng sẽ gợi ý cho mình là cái từng đoạn tủy nào bị ảnh hưởng. Vậy thì đối với cái việc đánh giá về phản xạ, nó sẽ cho mình xác định được cụ thể từng cái vùng tủy nào bị tổn thương. Giờ mình nói về cái hiện tượng choáng tủy, vậy thì tủy gai mình thấy một phần nó sẽ nhận tín hiệu trực tiếp từ các cái vùng vỏ não của mình chi phối về dẫn truyền vận động, dẫn truyền cảm giác, nhận cái tín hiệu mệnh lệnh vận động từ vỏ não truyền xuống. Nhưng đồng thời tại tủy gai nó cũng có những cái đáp ứng của riêng nó thông qua các cái phản xạ tủy. Vậy thì khi bị cắt đứt ngang tại một cái đoạn tủy nào đó ha, thì tại thời điểm đó cái phần cơ thể ở phía bên dưới chỗ vị trí bị tổn thương nó sẽ bị thấy là các ảnh hưởng, cái vấn đề về vận động, về cảm giác, về phản xạ. Để vì về vận động thì nó sẽ bị liệt ha, mất vận động. Cảm giác thì giờ cái tín hiệu đi lên từ ngoài ngoại vi truyền lên, đi ngang qua cái chỗ bị tổn thương nó bị cắt đứt tại đó thì không có thể tiếp tục truyền lên vỏ não rồi, đồng thời nó giảm mất phản xạ và bao gồm các cái vấn đề liên quan đến ảnh hưởng hoạt động của hệ thần kinh tự chủ nữa, thì người ta gọi đó là hiện tượng sốc tủy hay là hiện tượng choáng tủy ha. Thì sau cái giai đoạn bị tổn thương coi như là bình thường, mọi cái hoạt động tủy gai á nó sẽ được kiểm soát bởi hoạt động của vỏ não để làm sao để duy trì sự phối hợp giữa các cái phần cơ thể với nhau. Thì khi mà bị tổn thương cắt đứt ngang như vậy thì tạm thời tủy gai không nhận được mệnh lệnh gì từ phía bên trên truyền xuống hết, nên nó sẽ đứt cái liên lạc. Nhưng mà sau đó, sau cái giai đoạn thì nó sẽ có gọi là giai đoạn hồi phục, thì lúc này tủy gai sẽ tự đảm nhiệm cái nhiệm vụ của mình, nó sẽ khôi phục lại các cái hoạt động phản xạ, các cái trương lực cơ từ các cái neuron vận động gamma từ cái sừng trước của tủy gai nó đến chi phối cho các cái cơ. Nên người ta thấy rằng sau cái giai đoạn hồi phục này ha, sau cái giai đoạn choáng tủy á, thì các cái phản xạ, cái trương lực cơ sẽ tăng mạnh hơn. Đó là do lúc này tủy gai nó đã bị mất mất khỏi, nó không còn chịu cái sự kiểm soát của cái phần vỏ não nữa. Và cái thời gian choáng tủy này nó sẽ thay đổi tùy theo loài ha. Ở người thì ta thấy cái thời gian choáng tủy này nó sẽ kéo dài khoảng từ 2 đến 3 tuần. Nè. Vậy thì tóm lại đối với phần tủy gai thì các anh chị lưu ý mình có 3 chức năng. Chức năng thứ nhất là chức năng dẫn truyền, thì dẫn truyền tín hiệu cảm giác ha theo các cái đường đi, các cái bó dẫn truyền, thì các anh chị vui lòng mình đọc kỹ ha. Cái ví dụ như là giờ cảm giác đau, cảm giác nhiệt độ thì sẽ đi theo đường bó gai đồi thị, thì đi từ cái thụ thể cảm giác là tiếp cận cảm giác đau, cảm giác nóng lạnh, đi theo bó gai đồi thị thì phân bố của cái bó này đi như thế nào.
Đi tới đâu thì tiếp hợp với lại cái neuron thứ hai, rồi đến cái vùng tận cùng là vùng vỏ não cảm giác thân thể ha. Hay là cái đường dẫn truyền cảm giác sâu, thì cụ thể cảm giác sâu được định nghĩa là bao gồm những cái thể loại cảm giác nào và đi theo đường đi nào ha. Nó sẽ đi theo bó thon với bó trên, thì cái đường đi bó thon bó trên mình nhớ là nó sẽ tới cái khu vực hành não thì nó sẽ bắt chéo sang phía đối bên và cũng tận cùng ở cái vùng vỏ não cảm giác thân thể. Còn đối với cái chức năng dẫn truyền vận động thì mình sẽ có dẫn truyền vận động chủ ý và dẫn truyền vận động không chủ ý. Đối với dẫn truyền vận động chủ ý thì nó sẽ đi theo đường bó tháp. Chủ ý có nghĩa là thay đổi tùy theo cái ý muốn của mình. Thì đi theo đường bó tháp thì mình sẽ có hai cái nhóm. Mình có bó vỏ gai đi từ vỏ não đến tủy gai. Có thể theo bó vỏ gai trước, bó vỏ gai bên, thì các anh chị nhớ học kỹ là cái đường đi của cái bó vỏ gai này, cái neuron vận động trên nằm ở đâu, rồi các cái sợi trục nó đi xuống tới chỗ nào thì nó bắt chéo sang phía đối bên. Còn bó các cái đường dẫn truyền ngoại tháp thì nó sẽ đi từ các cái cấu trúc dưới vỏ, thì mình sẽ có năm cái bó ha: mái gai, lưới gai, tiền đình gai, trám gai, đúng không? Và cái chức năng thứ ba của tủy gai đó là cái chức năng chi phối các cái phản xạ. Thì mình sẽ có cái cung phản xạ một synapse là coi như là neuron vận động với lại neuron cảm giác là tiếp hợp trực tiếp luôn. Thì nó có phản xạ căng cơ thuộc về nhóm phản xạ một synapse và nhóm phản xạ đa synapse. Thì phần lớn các cái phản xạ của trong cơ thể của mình nó thuộc về nhóm đa synapse, có phản xạ Golgi, phản xạ dụ chéo, phản xạ rút lui, phản xạ gấp, phản xạ da, thì thuộc về nhóm đa synapse. Và mình nhớ đọc ha, coi coi là từng cái toàn tủy nào chi phối từ cái loại phản xạ. Thì đối với cái phần của tủy gai thì chỉ yêu cầu các anh chị học ôn ha, xem lại những cái ý chính như trong cái phần trình bày này. Giờ chắc thôi xin phép là mình sẽ qua đến cái bài thứ hai là sinh lý hoạt động của hệ thần kinh tự chủ ha, xong sau đó thì mình sẽ có cái phần giải đáp các cái câu hỏi của các anh chị sau.